Những tin chính sẽ có trong bản tin hậu trường bóng đá ngày 23 tháng 6. Quang Hải lên tiếng sau vụ việc bị hack Facebook lộ thông tin cá nhân. Công Phượng được cổ động viên săn đón trong ngày trở lại sân Vinh. Tiến Dũng nhận động lực lớn trước trận đấu với Thanh Hóa. Sáng ngày 23 tháng 6, Facebook có tích xanh của tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã bị hacker xâm nhập và tung ra những đoạn tin nhắn nhạy cảm về chuyện công việc và tình cảm của anh chàng. Sau gần một tiếng, Quang Hải đã lấy lại được tài khoản Facebook bị hack. Anh cho biết, bản thân đã liên hệ với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để truy tìm kẻ xấu công bố Facebook của mình, Hải Con chia sẻ. Sáng nay, Facebook cá nhân của Hải đã gặp vấn đề. Hải đã làm việc với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết sự việc này. Hành vi sử dụng trái phép và phát tán những điều riêng tư của người khác lên mạng là một hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quyền cá nhân và pháp luật. Qua rắc rối trên, Hải cũng mong muốn các bạn nên cẩn trọng hơn với những điều tưởng như là riêng tư của chúng ta, cũng như cùng nhau lên án những hành động đi ngược lại với pháp luật. Cảm ơn những sự tư vấn cũng như sự cảm thông mà các bạn đã dành cho Hải. Dù chưa biết cụ thể hacker đã làm những gì với Facebook của Quang Hải, nhưng với những hành động vừa qua đã gián tiếp bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của anh. Hiện tại, Facebook của Quang Hải đang tràn ngập những bình luận tiêu cực từ anti-fan chỉ trích những hành động của anh chàng qua bài đăng của hacker. Điều này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống cũng như sự nghiệp của Quang Hải. Hy vọng, Hải Con sẽ sớm vượt qua những rắc rối này và tập trung vào bóng đá, cống hiến cho người hâm mộ bằng những màn trình diễn đẳng cấp và mãn nhãn. Ở trận đấu sớm nhất vòng 6 V-League 2020 diễn ra vào chiều nay 23 tháng 6, Sông Lam Nghệ An sẽ có cuộc đón tiếp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Vinh. Đây sẽ là một cuộc chạm trán rất đặc biệt với cá nhân Công Phượng, bởi đây là trận đấu mà anh được thi đấu tại quê nhà. Lần gần đây nhất mà Công Phượng được thi đấu trên sân Vinh là khoảng thời gian gần 2 năm trước, trong trận đấu mà Hoàng Anh Gia Lai đã để thua Sông Lam Nghệ An với tỷ số 1-3 và Công Phượng đã không thể ghi được bàn thắng nào. Trước trận đấu, Công Phượng và các đồng đội đã có một buổi tập đàm quen sân Vinh. Tiền đạo sinh năm 1995 rạng rỡ và vui vẻ trong buổi tập này. Bên cạnh đó, cầu thủ xứ Nghệ được rất nhiều cổ động viên tại Nghệ An ngưỡng mộ và săn đón. Kết thúc buổi tập, anh còn nán lại để chụp hình lưu niệm và ký tặng những người hâm mộ tại đây. Có thể thấy, dù có thi đấu tại đâu, nhưng Công Phượng vẫn dành một tình cảm đặc biệt cho những người hâm mộ tại Nghệ An, bởi đây là nơi sinh thành và nuôi dưỡng những ước mơ của anh. Trở lại sau dịch bệnh, bóng đá Việt Nam đang dồn lịch thi đấu với mật độ 5 ngày một trận để đảm bảo kế hoạch tập trung cho các đội tuyển vào cuối năm. Các cầu thủ vì thế mà không có quá nhiều thời gian dành cho gia đình, đặc biệt là các cầu thủ có gia đình riêng như Bùi Tiến Dũng. Vì lịch di chuyển và thi đấu cũng như thời gian ở lại trung tâm huấn luyện, nên Tiến Dũng không có quá nhiều thời gian dành cho gia đình nhỏ của mình. Có lẽ chính vì thế nên bé Si, con gái của trung vệ này rất nhớ bố. Chia sẻ trên Facebook cá nhân, vợ của Tiến Dũng khoe bức ảnh con gái video call với bố. Qua bức ảnh có thể thấy, Tiến Dũng thoải mái, vui cười tít mắt khi được nói chuyện với con gái của mình. Còn bé Si thì lại có một biểu cảm khó đỡ khi không biết cô nàng này đang khóc hay đang cười nữa đây. Được nói chuyện và nhìn thấy vợ con như thế này chắc chắn sẽ là động lực rất lớn cho Bùi Tiến Dũng. Chúc cho Dũng và câu lạc bộ Viettel sẽ có một chiến thắng trong cuộc đối đầu vào tối nay với câu lạc bộ Thanh Hóa. Trên Instagram cá nhân, tiền đạo U23 Việt Nam Trần Danh Trung đã chia sẻ những đoạn video ngắn ghi lại những bài tập của mình tại Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao Viettel. Qua đoạn video có thể thấy, Danh Trung đang sở hữu một body cực chuẩn và săn chắc. Đây là kết quả sau những nỗ lực tập luyện của anh chàng trong suốt thời gian vừa qua. Sở hữu một khuôn mặt điển trai cùng với cơ bắp cực phẩm, chắc hẳn anh chàng sẽ khiến không ít fan hâm mộ phải điêu đứng. Trần Danh Trung là một trong những tiền đạo trẻ nhất của câu lạc bộ Viettel. Cầu thủ này cũng có tên trong danh sách thừa lửa của huấn luyện viên Park Hang-seo tại vòng chung kết U23 châu Á đầu năm vừa rồi. Hiện tại, Danh Trung và các đồng đội tại câu lạc bộ Viettel đang tích cực tập luyện.
Đội bóng của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng sẽ có trận đấu gặp câu lạc bộ Thanh Hóa vào lúc 19 giờ hôm nay, 23 tháng 6 trên sân vận động Hàng Đẫy. Vé trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh dù được mở bán ở các quầy vé của sân Vinh từ sáng sớm ngày 23 tháng 6, nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của người hâm mộ nơi đây. Hàng nghìn người hâm mộ xứ Nghệ chen nhau mua vé giữa cái nắng nóng 40 độ C. Vé trận Sông Lam Nghệ An với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có mệnh giá từ 30.000 đến 70.000 đồng. Dù lực lượng an ninh đã bố trí để giám sát và điều tiết rất đông, nhưng nhiều phe vé cũng chen lấn để gom vé bán kiếm lời, khiến cho việc mua vé càng thêm hỗn loạn. Đã từ rất lâu rồi, người dân xứ Nghệ mới lại được chứng kiến cảnh tượng người dân chen lấn xô đẩy nhau để mua vé như thế này. Bởi đây là trận đấu chứng kiến sự trở lại của những cầu thủ từng nhiều năm gắn bó với Sông Lam Nghệ An như Trần Phi Sơn, Ngô Hoàng Thịnh và đặc biệt là cầu thủ nổi tiếng xứ Nghệ Nguyễn Công Phượng. Sông Lam Nghệ An sau chiến thắng 1-0 trước Hà Nội FC ở vòng đấu trước, trở về sân nhà với sự tự tin rất lớn để đón tiếp đội bóng đầy tham vọng Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là trận đấu người hâm mộ xứ Nghệ sẽ được chứng kiến màn so tài giữa Nguyễn Công Phượng và Phan Văn Đức. Thông tin vừa rồi đã khép lại tin hậu trường ngày 23 tháng 6. Các bạn đừng quên bấm like, subscribe, đồng thời ấn nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin lần sau.